chào đón các bạn nhỏ đến với khuôn viên ấp trứng thần kỳ. Nước sẽ được đưa xuống từ đám mây phía trên và trứng sẽ được nở cùng một lúc. Trải nghiệm cho bé Hatchimal ăn, vui chơi hay cho bé ngủ. Chưa hết, bước vào thế giới diệu kỳ với thiên thần bay Pixie Flyer hoàn toàn mới. Bộ trang phục được làm từ pha lê lấp lánh cùng với trang sức lộng lẫy, với đôi cánh ma thuật diệu kỳ, bé có thể dễ dàng điều khiển theo ý muốn. Đón Tết thiếu nhi ưu đãi hết ý với khuyến mãi 30% cho khuôn viên trường mẫu giáo Hatchimal và thiên thần bay Crystal Flyer.